Dân gian ngụy văn thực lục tập 11 Dịch Phong Lăng Được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Audio và đã dịch phun trên bạch ngọc sách chấm vip. Chương 47, cậu nhắm mắt lại được không? Thần sắc gã trịnh trọng hơn nhiều, Lưu Tiên Sinh, thủ lao tôi chắc chắn trả cao. Bà đỡ âm linh nam này tôi chưa nghe qua bao giờ. Không phải đã nói là anh sẽ xin Lưu Âm bà ở thôn Tiểu Liễu ra tay sao? Hay là tôi với anh đi một chuyến? xin vị lưu âm bà này bà ta có tự cao đến đâu thì suy cho cùng cũng là bà đỡ âm linh không thể không làm nghề được nhỉ tôi vốn đã thấy bó tay lại còn bị tên béo này lơ luôn nhưng nghe thấy gã nhắc đến tên bà nội khiến tôi không giận nổi tôi tuổi còn trẻ lại là thằng đàn ông khiến người ta nghi ngờ cũng là chuyện bình thường dù gì quan niệm ban đầu của tôi cũng toàn là bà đỡ âm linh đã gọi là bà đỡ rồi thì chắc chắn phải là nữ chuẩn nhất thì phải là bà già Lưu Văn Tam lại cười ha hả, nói, Sưởng Trường Châu, người không nhìn diện mạo, nước biển không dùng đấu đo, ai nói bà đỡ âm linh không được là nam. La âm bà là cháu trai của Lưu âm bà, đỡ âm linh nhà họ tạ và nhà họ vương mà cậu nghe được, đều là tôi với cậu ta đi đỡ. Vốn dĩ tôi nhận lời với cậu, hôm qua sẽ cùng cậu ra sông Dương, nhưng lại hoãn lại một hôm, cậu biết xảy ra chuyện gì không? Giọng điệu Lưu Văn Tam trở nên vô cùng thần bí thần sắc sưởng trưởng châu rõ ràng trở nên ngờ vực, nghiêng đầu lắng nghe. Lưu Văn Tam mới nói, nhà họ cố của thành phố Khai Dương có một đứa con gái ngoài giá thú, bị khó sinh, còn kinh động xác chết. Tối hôm qua, La Âm bà bật đỡ âm linh. Đỡ âm linh ba lần trong vòng bảy ngày, La Âm bà tuy tuổi đời không cao, nhưng tay nghề đã cao hơn Lưu Âm bà rồi. Nếu sưởng trưởng châu thấy lời Lưu Văn Tam tôi nói không đáng tin, thì cậu có thể tìm người khác hỏi xem thời gian này quý nhân cần vớt ở sông dương không ít bọn tôi còn phải nhanh nhanh đi làm lời của lưu văn tam lúc trầm lúc bổng khiến tôi nghe cứ ngẩn tò te ra lão rất có tài ăn nói xưởng trưởng châu cũng lập tức hoảng hồn vội cười hùa theo lưu tiên sinh ý tôi không phải thế là tôi có mắt như mù gã xuống xe dùng bộ dạng rụt rè vâng dạ đi mở cửa xe cho tôi và lưu văn tam sau khi lên xe gã vừa lái xe ra phía sông dương vừa hiếu kỳ hỏi tôi chuyện nhà họ cố còn nói gã có nghe nói đến cố nhược tầm trông rất xinh đẹp đáng tiếc lại là đứa ngốc năm đó khi được đón về nhà họ cố còn có rất nhiều lời rèm pha đồn thổi nói rằng nhà họ cố có thể xét tuyển rể kết quả cô tiểu thư ngốc này đến gia phả cũng không được vào bị đuổi ra khu nhà cổ cũng chẳng biết ánh bụng lên với ai tôi nghe rất khó chịu không bàn luận thị phi của người khác sau lưng hơn nữa nhà họ cố còn cho tôi với Lưu Văn Tam một khoản tiền lớn. Nhân phẩm của cố Nhược Lâm và cố Khai Dương cũng không tồi. Tôi hít sâu một hơi, nói một câu, sưởng trường châu, cố Nhược Tầm bị kinh động sắc chết đấy, trước khi đỡ âm linh cũng có hại chết mạng người. Nói linh tinh về vong khách, nửa đêm có quỷ gõ cửa, những chuyện này tốt nhất hỏi ít thôi. Quả nhiên, gã bị câu nói này của tôi dọa cho. Lập tức gã cũng không dám nói thêm gì, chỉ cười gượng gạo nói một câu tôi chẳng qua cũng chỉ hiếu kỳ thôi mà tiếp đó sưởng trưởng châu lại thăm dò hỏi một câu sau khi đỡ âm linh xong chắc không có loạn gì nữa chứ tôi gật gật đầu trả lời nếu thờ cúng âm thai tử tế thì sẽ không có chuyện tác quái sưởng trưởng châu gật đầu vẻ nghĩ ngợi lại thận trọng hỏi tôi chuyện này có chắc không tôi hơi bực mình trả lời là chắc chắn sưởng trưởng châu mới nói thế tôi hoàn toàn yên tâm đón bà xã tôi về rồi. Còn nữa, là âm bà có biết không, trưa hôm nay, Cố Khai Sơn nhà họ Cố mất rồi, nghe nói là ra bờ sông Dương nhảy sông, đến giờ vẫn chưa vớt được xác. Thế là do ông ta nghĩ không thông, chắc là không liên quan gì đến đứa con gái ngoài giá thú ngốc của nhà họ Cố nhỉ. Câu nói của Sưởng Trưởng Châu khiến đồng tử tôi co mạnh lại. Lập tức ngạc nhiên nghi ngờ nhìn sang Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam cũng nhíu chặt mày cố khai sơn chết rồi hôm qua lão còn uy phong lắm mà sao lại nghĩ quần nhảy sông trong lòng tôi cũng thấy không tự nhiên theo lý mà nói cố nhược tầm đã hoàn thành đỡ âm linh cũng được đường tiểu thiên đón về nhà họ đường chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến cố nhược tầm nếu như mà chuyện thờ cúng âm thai có vấn đề thì đầu tiên có chuyện là người nhà họ đường tiếp đó là đến cố nhược lâm và cố khai dương cũng chẳng có chuyện tìm cố khai sơn gây chuyện đầu tiên lấy điện thoại ra xem cố nhược lâm cũng không nhắn tin wechat cho tôi tôi nhẹ cả người vô thức nói tiểu thư cố nhược lâm không tìm tôi chắc không phải đỡ âm linh có vấn đề lưu văn tam cũng gật đầu không nói gì thêm chỉ có điều trong đầu tôi vì chuyện này mà bị một làn mây mỏng bao trùm tất cả đều chỉ là suy đoán của tôi mà thôi vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định trong lúc do dự tôi nhắn một tin cho cố nhược lâm hỏi cô ta nhà họ cố có gặp phải chuyện gì lạ không với chuyện của cố khai sơn tôi ngậm mồm không nhắc đến có điều cố nhược lâm mãi không trả lời tin nhắn của tôi đợi đến lúc tôi sắp đến sông dương cô ta mới trả lời tôi cô ta không gặp chuyện gì lạ cả chỉ là hôm nay nhà họ cố xảy ra chuyện lúc trưa bác cả của cô ta cố khai sơn ra sông dương nhảy sông rồi xác chết đến giờ vẫn chưa vớt được bây giờ cả nhà cô ta vẫn còn đang đợi ở bến tàu sông Dương, đội vớt xác vẫn đang lặn tìm, nếu đúng là không được, có lẽ lại phải tìm Lưu Tiên Sinh giúp đỡ. Tôi hoàn toàn không có cảm tình gì với cố Khai Sơn, mở mồm ra là nói bọn tôi là đạo sĩ dầm lừa bịp. Nhưng làn mây âm u và nỗi sợ trong lòng cứ khiến tôi cảm thấy bất an. Vô duyên vô cớ, gương mặt khủng khiếp của đường Tiểu Thiên cứ lờn vẩn trước mặt tôi. Vậy nên tôi lại gửi một tin nhắn cho cố Nhược Lâm, cẩn thận đường tiểu thiên tốt nhất đừng tiếp xúc với hắn cũng đừng lên thị trấn chỗ khu nhà cổ chuyện này tôi cũng không chắc có liên quan đến cố nhược tầm hay không nhưng tôi có cảm giác đường tiểu thiên không bình thường gửi tin nhắn này xong tôi do dự một chút nhắn tiếp nếu như có chuyện gì lạ thì lập tức tìm tôi vâng cảm ơn anh la âm bà cố nhược lâm trả lời tôi ngay cũng vào lúc này xe dừng lại Sưởng trưởng Châu mở cửa xuống xe, tôi và Lưu Văn Tam cũng xuống cùng. Sông Dương có rất nhiều bến tàu, đoàn người nhà họ cố không có mặt ở đây. Mà bến tàu này chúng tôi từng đến một lần, mấy hôm trước lúc vớt xác tạ Ngọc Khiết, Lưu Văn Tam lái thuyền ở đây đi. Sau khi xuống xe tôi mới phát hiện, gã sưởng trưởng Châu này vừa béo vừa lùn, thấp hơn tôi cả nửa cái đầu. Gã lúc nào cũng cười híp mắt, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống với nhà họ Vương họ tạ và họ cố, trông không giống như người có tiền. Nhưng Lưu Văn Tam nói gã là đơn hàng lớn, trong đầu tôi nghĩ, đúng là ứng với câu ban nãy Lưu Văn Tam nói để bảo vệ tôi. Người không nhìn diện mạo, nước biển không dùng đấu đo. Xưởng trường châu, trời tối mới được xuống nước, giờ vẫn còn sớm, cậu cứ suy nghĩ đi, tốt nhất là đừng có theo bọn tôi. Lưu Văn Tam cúi đầu nhìn thời gian, đột ngột nói. Tôi chợt căng người, gã xưởng trưởng châu này muốn theo chúng tôi xuống sông Dương. Thế này chẳng phải gây loạn sao? Nhớ mà có chuyện gì, thì không chỉ phải vớt xác đỡ âm linh, mà còn phải vớt gã nữa. Gã nặng như thế, Lưu Văn Tam chưa chắc đã vớt được. Vẻ cười đùa trên mặt xưởng trưởng châu cũng lập tức biến mất, thần sắc gã rất cô đơn và hưu quạnh, ngẩn ngơ nhìn sông Dương, sau đó nhe răng cười, nói, Lưu Tiên Sinh, chuyện này chúng ta không phải đã nói từ trước rồi sao? anh đưa tôi đi đón bà xã nhà tôi về nếu như cô ấy đưa tôi xuống dưới thì đấy là số của tôi nếu cô ấy theo tôi về thì mọi người đều mừng nếu có chuyện gì thật thì anh cũng không cần quản tôi di thư tôi đã viết sẵn rồi tiền ở cốp sau xe nếu như tôi không lên được bờ thì anh với la âm bà tự lấy nói đến đây sắc mặt của xưởng trưởng châu nhẹ nhàng hơn rất nhiều tôi ngầm cảm thấy xưởng trưởng châu là người thuộc phái vui vẻ cả ngày cũng chẳng có tâm địa gì sợ là chuyện vợ gã rơi xuống nước không đơn giản như thế nếu không một người đang sống sờ sờ bỏ cuộc sống tiền tài sung túc nói những lời này để làm gì nếu mà rơi xuống nước lại còn bảo bọn tôi không cần quản gã để gã chết chìm dưới sông dương lưu văn tam không nói gì nữa một lúc sau lão mới thở dài một tiếng nói một câu sưởng trưởng châu xuống nước phải làm thế nào không phải cậu chủ chi thì quyết định được người vớt xác có quy tắc của người vớt xác đưa cậu đi theo không vấn đề gặp chuyện cậu phải nghe lời tôi tôi quyết định nếu không thì không đưa cậu xuống nước theo được xưởng trưởng châu híp mắt cười gật đầu xong luôn tôi nhìn ngang nhìn dọc bởi vì xung quanh bến tàu không thấy trần mù lưu văn tam vỗ vỗ vai tôi yên tâm đi thập lục trần mù nhận lời đến thì chắc chắn sẽ đến lúc nữa xác chết lên bờ phải đưa về nhà xưởng trường châu lúc đấy cậu ta không được lái xe phải để trần mù đưa xe ra khỏi con đường âm này nếu không chúng ta không đi ra được lão chỉ một vòng con đường bao quanh bến tàu đối với đường thủy và đường âm tôi vẫn nghe không hiểu đến cả kiến thức nửa vời cũng không có chỉ còn cách đến lúc đó thấy gì hỏi nấy trong đầu tính toán thời gian lái xe đã mất nửa tiếng cái xe ba bánh rách của trần mù còn phải dùng chân đạp ít nhất cũng phải đạp hai tiếng mới đến được đây Bến tàu giáp với đường có một quán ăn đồ sông tươi. Lưu Văn Tam nói qua đó ăn chút gì đó trước, tế cái miếu ngũ tạng, đến tối mới có sức xuống nước. Tiện đấy bảo sưởng trưởng châu kể chuyện vợ gã cho tôi nghe, để tiện cho lúc vớt xác lên, còn đỡ âm linh ngay. Mấy người vào đến quán ăn, chủ quán ra chào đón. Đây cũng là thiếu phụ tầm 30 tuổi, nhìn trông rất có hương sắc. Thậm chí tôi có cảm giác cô ta và Lưu Văn Tam có chút đong đưa, tuy không mở mồm, nhưng cứ như đang giao lưu với nhau vậy cô ta xếp chúng tôi ngồi ở một bàn ăn ngoài trời nằm bên rìa quán ăn còn thân mật nói một câu lão lưu có phải cứ lên món như cũ không lưu văn tam gật đầu cô ta liền lắc eo đi vào phòng bếp ở bên cạnh tôi nghi hoặc nhìn lưu văn tam một cái rồi lại nhìn qua phòng bếp trong lòng nhủ thầm lưu văn tam sợ là không đơn giản cái quán ăn này không chừng bình thường lão không chỉ đến ăn mỗi đồ sông thôi đâu cũng lúc này, sưởng trưởng châu bất chợt ngại ngùng cười với tôi, rồi nói, gì nhỉ, là âm bà phải không? Tôi có một yêu cầu nho nhỏ, không biết cậu có đồng ý được không? Tôi ngần người, nói, sưởng trưởng châu, anh cứ nói thẳng là được. Sưởng trưởng châu gãi gãi đầu, nói, cậu đỡ âm linh có bịt mắt lại được không? Tôi, gã lại lập tức nói, tôi cũng chẳng có ý gì khác. Nói chung cậu là đàn ông, có hơi bất tiện. Tôi bực mình nói một câu, Thế khoa phụ sản còn có cả đống bác sĩ nam thì sao? Tôi bịt mắt lại đỡ âm linh, nhớ mà xảy ra biến cố gì, vốn dĩ là tình huống không có gì cũng có thể khiến cả bọn chết trên sông Dương. Chương 48, chìm thuyền rồi. Sưởng trưởng Châu lẩm bẩm một câu, có khoa trương đến mức đấy không? Chẳng phải nói là chỉ cần bị vớt lên thuyền là không còn vấn đề lớn gì nữa à? Lưu Văn Tam giải thích, xác chết lên được thuyền hoặc là do xác không làm loạn hoặc là do bị tôi chấn xác cưỡng chế vứt lên thì khi đỡ âm linh không chỉ xem ý xác mẫu mà còn phải xem ý âm thai trong bụng nó tôi cũng gật đầu nói tuy nói là chỉ cần đặt tên và thờ cúng cho âm thai thì chúng nó thường sẽ không sinh sự nhưng sợ nhớ có vấn đề gì bác sĩ chẳng có chuyện nhắm mắt đỡ đẻ tôi lại càng chẳng có chuyện nhắm mắt đỡ âm linh đối với chuyện này tôi quyết không thỏa hiệp chỉ sợ mình lại gây ra họa lưu văn tam vỗ vỗ vai xưởng trưởng châu nói, thầy đỡ âm linh cũng giống như bác sĩ phụ sản nam, không phải để ý quá. Sưởng trưởng châu cười ngượng, cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, bà chủ quán đồ sông đã bày từng đĩa thức ăn lên, gạ bạch trảm sườn hầm khoai tây, vịt kho, gỏi thịt mỡ. Còn cả một chai rượu trắng, cả một bản đồ ăn thịnh soạn, nhưng lại chẳng có món cá nào. Sưởng trưởng Châu chủ động rót rượu cho tôi và Lưu Văn Tam, chẹp miệng, cười hề hề nói một câu, Lưu Tiên Sinh, người vớt xác không ăn cá, hay là có kiêng kỵ gì? Rõ ràng gã đang muốn làm dịu bầu không khí ngượng ngập ban nãy. Lưu Văn Tam hớp một ngụm rượu, lắc đầu nói, không phải người vớt xác không ăn cá, mà là không ăn cá sông Dương, cá nuôi thì vẫn ăn bình thường. Xưởng trưởng Châu nâng ly rượu lên, cũng chạm cốc với tôi một cái, rồi lại nói, cá sông tươi như thế, lại còn sống tự nhiên, ăn tốt cho sức khỏe, vị cũng ngon, nhiều dinh dưỡng. Lưu Văn Tam nheo mắt, nói một câu, ở sông Dương, năm này qua năm khác, không biết bao nhiêu người chết dưới sông. Có xác chẳng biết bao nhiêu năm rồi, không tránh được bị tôm cá ăn, cá sông tươi thật, đặc biệt là loại cá ăn thịt xác chết, càng tươi ngon vô cùng. Nhưng ăn loại cá này nhiều, thì không được đi ra đường ven sông, cũng không được phép xuống nước. Không chừng có con quỷ nước nào thích cậu, nghĩ cậu là đồng loại, kéo cậu xuống luôn. Thân người sưởng trưởng châu lập tức cứng lại, gã lấy sức uống một ngụm rượu lớn, mí mắt giật liên hồi. Lưu Văn Tam gấp cho tôi một miếng thịt kho tàu, lại cũng ly với sưởng trưởng châu, nói, thôi cứ nói chuyện của vợ cậu đi. Câu nói này lại khiến thần sắc của sưởng trưởng châu trở nên hưu quạnh. Gã rót liên tiếp ba ly rượu cho mình, mỗi hớp một ly, một phát uống hết cả cút rượu mà không ăn kèm hạt lạc nào. Gã nheo mắt, gò má đỏ bừng, khàn giọng nói, vợ tôi là người phụ nữ tốt, cô ấy sinh cho tôi một đứa con gái chúng tôi đang định sinh đứa thứ hai thì phát hiện cô ấy có bầu cô ấy rất thích ăn cá đặc biệt là cá om dưa loại vừa chua vừa cay gần như bữa nào cũng ăn chẳng phải nói là chua chai cay gái à cả hai loại này đều có cả tôi bèn bỏ tiền đi viện kiểm tra mới biết cô ấy mang bầu xong thai một chai một gái hai vợ chồng tôi mừng không thể tả lần sinh này có con trai có người nối nghiệp lại thêm một cô con gái nhà họ Châu tôi cũng coi như con cái đông đúc. Rồi đến hôm đó, trên sông Dương có hội, là lễ đánh cá mỗi năm tổ chức một lần, tôi bèn đưa cô ấy đi tham gia. Sườn trưởng Châu kể, khóe mắt đã đỏ lên. Đầu tiên tôi cứ nghĩ là do gã uống nhiều, kết quả nước mắt gã cứ thế trào ra, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn. Đều trách tôi đưa vợ con lên thuyền, nếu không phải tại tôi, thì đã không xảy ra chuyện như thế xưởng trưởng châu bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt mình một vết bàn tay hằn đỏ trông vô cùng nhức mắt tôi vốn định ngăn gã lại nhưng lưu văn tam lắc đầu tôi mới lại ngồi xuống Sưởng trưởng châu ngẩn ngơ mất một lúc cứ như thành gã đần vậy mãi sau gã mới khản giọng kể tiếp chúng tôi lên thuyền ngồi cả nửa ngày cô ấy nhìn người ta đánh cá tâm trạng cũng rất vui vẻ chúng tôi còn dắt con gái lớn manh manh theo vốn dĩ cả nhà vui vẻ hạnh phúc đến chập tối cũng còn mẻ lưới cuối cùng đánh xong là có thể lên bờ ăn món cá tươi ngon nhất kết quả đột nhiên trời nổi gió lại còn có sấm sét mây đen ùn ùn trong chớp mắt trời tối sầm đến sợ mà gió cũng to kinh người sóng dưới sông vừa cao vừa mạnh cuốn luôn mấy ngư dân đang kéo mẻ lưới cuối cùng xuống giống như dưới nước còn có thứ gì đó vậy lúc đó tôi cũng sợ đần cả người bèn kéo vợ tôi và manh manh trốn vào trong khoang thuyền manh manh sợ đến mức khóc suốt, lại còn liên tục nói thuyền sắp chìm, thuyền sắp chìm rồi, chúng ta đều sắp chết chìm rồi. Sau câu nói đầy, sóng lại càng dữ hơn, thuyền suýt nữa thì bị sóng lật luôn. Ngư dân trên thuyền, thậm chí cả thuyền trưởng, đều vây lấy chúng tôi như muốn giết người vậy, còn bắt luôn manh manh lại. Thuyền trưởng nói, vốn dĩ chỉ là nổi gió rồi mưa một trận, chuyện này trên sông Dương quá thường tình, chẳng sao cả nhưng manh manh lại nói thuyền sắp chìm thì thần sông và quỷ nước dưới sông dương đều đang đợi để bắt người mọi người đều kiếm ăn trên sông dương nhà ai cũng phải nuôi vợ nuôi con nếu như không về được thì vợ con già trẻ chỉ có chết đói bắt buộc phải vứt đứa nói câu này xuống thần sông mới nguôi giận mấy thứ quỷ quái dưới sông mới chịu yên tĩnh lại vợ tôi gần như phát điên tôi cũng điên lên định qua rằng lại manh manh nhưng chúng tôi làm sao tranh được với đám ngư dân ấy bọn chúng cứ thế ném thẳng manh manh xuống dưới sông dương kết quả là ngay tức khắc sông dương yên bình lại mưa bão vẫn tiếp tục gió cũng vẫn thổi nhưng mặt sông lại yên tĩnh ngư dân đều vui mừng hoan hô tôi thì hận muốn giết bọn chúng luôn tôi túm lấy thuyền trưởng cầu xin hắn cứu manh manh lên nhưng thuyền trưởng lại nói không được cứu con bé nói những lời không được phép nói thần sông đã bắt nó đi rồi tôi còn quỳ xuống trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn không động lòng. Lũ ngư dân kia cũng rất lạnh lùng. Xuống nước cứu những người ban nãy bị cuốn xuống sông, nhưng nhất quyết không cứu manh manh. Vợ tôi biết bơi, cô ấy liền nhảy xuống sông. Định đi cứu người, nhưng cô ấy đã bầu 7 tháng rồi. Sườn trưởng châu nắm ghi lấy ly rượu trắng, khớp ngón tay trắng cả lên, răng nghiến chặt lại với nhau, dì cả máu ra. Đám ngư dân ấy rất lạnh lùng, nói vợ tôi muốn đi cứu người mà thần sông bắt, bọn chúng cũng không được cứu. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy sặc nước, rồi chìm xuống sông Dương. Mẹ con cô ấy cứ thế chết đuối ngay trước mắt tôi. Tôi hận, nếu như tôi không đưa vợ con lên thuyền, thì làm sao phát sinh ra chuyện đó. Sau đó tôi đi kiện thuyền trưởng con thuyền đó, và cả đám ngư dân, quăng con gái tôi xuống sông là chủ phạm. Cố ý giết người, bị phạt tù trung thân, thuyền trưởng bị tuyên án 6 năm, những người khác người hùa theo chỉ bị giáo dục cảnh cáo, đại bộ phận bị phạt tù nửa năm một năm. Nhưng như thế có tác dụng gì đâu, mạng của manh manh đã mất rồi, vợ tôi thì lại càng một xác ba mạng. Tôi hận sao người chết đi không phải là tôi. Nếu tôi mà nhảy xuống trước, không chừng vợ tôi đã không nhảy xuống. Sưởng trưởng châu kể xong, lại định nốc rượu tiếp, thần sắc vô cùng thê thảm. Lưu Văn Tam ngăn gã lại. Tôi nghe xong, cảm giác cũng vô cùng tồi tệ chỉ vì có người nói một câu thuyền sắp chìm rồi, mà thuyền sẽ chìm thật. Thế là cái quy tắc tập tục khỉ gì lại tồi tệ đến thế. Một xác ba mạng lại còn thêm mạng sống của một bé gái. Đám ngư dân và thuyền trưởng kia phải ngu muội đến mức nào? Lại còn tàn nhẫn đến cỡ nào? Trung thân, làm sao đã đủ được? xưởng trưởng châu cười thê thảm, khàn giọng làm nhảm, đội vớt xác không vớt được vợ với con gái tôi lên. Nhưng bọn họ có nói, nhìn thấy vợ con tôi chết ở chỗ nào vợ con tôi chết quá oan ức đội vớt xác thường không vớt lên được loại xác chết oan dưới sông dương bắt buộc phải tìm người vớt xác chuyên nghiệp sau đấy tôi mới tìm đến lưu tiên sinh sưởng trưởng châu lại cười khổ nói kết quả lưu tiên sinh nói xác mẫu tử ông ấy cũng không vớt lên được bắt buộc phải tìm bà đỡ âm linh đến đỡ lưu âm bà ở thôn tiểu liễu kiểu gì cũng không chịu nhận lời bà ấy nói tuổi cao rồi không xuống nước được. Tôi cũng mới biết rất nhiều xác mẫu tử chết oan dưới nước vẫn chưa được vớt lên, rất nhiều gia tộc đang cầu cạnh Lưu Tiên Sinh. Tôi vốn tưởng kiếp này không còn cơ hội nữa, thì nghe được chuyện nhà họ Vương và nhà họ Tả, Lưu Tiên Sinh lại tìm tôi, nói là có thể xuống sông Dương. Vậy nên, tôi lập tức viết di thư, nếu vợ và con gái oán hận tôi thì tôi nên chết cùng với vợ con. Nếu vợ con chấp nhận về nhà với tôi thì nửa đời còn lại của tôi toàn bộ dùng để bầu bạn với vợ con. Cả nhà không tách rời nữa. Tim tôi đập thình thịch, rồi đột ngột nhớ ra, cái chết kiểu này cũng coi như ngoài ý muốn nhỉ. Có phạm phải cấm kỵ của âm sinh kiểu thuật không? Trực giác bảo với tôi, xác mẫu tử này tuyệt đối không giống với bất kỳ xác nào. Cô ta mang thai long phụng, còn có một đứa con gái chết cùng. Thực ra tôi hơi muốn bàn lùi. Nhưng sườn trưởng châu quá đáng thương thêm việc Lưu Văn Tam đã nhận lời, tôi chỉ còn cách cắn răng gật đầu. Sưởng trưởng Châu, anh yên tâm, người chắc chắn phải sống mới được, kể cả là cưỡng chế vớt mẹ con họ lên, thì cũng cần anh thở cúng, anh không được phép tìm cái chết. Vừa nói xong, tôi bất chợt nhìn thấy, phía bến tàu sông Dương, có người đứng đó, gã quay lưng về phía chúng tôi, chân chối nhìn xuống sông Dương. Tôi dùng mình, dáng lưng gã đó, sao lại có chút giống đường tiểu thiên. Giây tiếp theo, gã đột nhiên lao vụt về phía trước, lao thẳng xuống sông Dương. Trong chớp mắt, đường Tiểu Thiên đã biến mất. Cảnh này không có ai chú ý đến, Lưu Văn Tam không nhìn thấy, xưởng trưởng châu cũng không phản ứng gì, vẫn đang lau nước mắt. Tôi đứng bật dậy, co giò lao về phía cầu tàu. Rất nhanh, tôi đã chạy lên cầu tàu. Gió trên mặt sông, to đến kinh người. Tàu thuyền đậu hai bên cầu tàu, đều nghiêng nghiêng ngả ngả còn dưới mặt nước đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng nào tôi vô cùng ngơ ngác ban nãy là tôi hoa mắt hay là đường tiểu thiên đúng là có đến đây thật vừa nhảy sông luôn rồi trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế đầu tiên là cố khai sơn nhà họ cố nhảy sông giờ đến đường tiểu thiên cũng ra sông tự sát